trên sân Thống Nhất tối ngày 6 tháng 7 diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ BKMX Bình Dương trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2020. Tỷ số là 1-2, chiến thắng thuộc về đội khách. Khán giả được chứng kiến trận đấu đầy kịch tính. Công Phượng đầy cố gắng. Trong trận đấu này có lúc chân sút sinh năm 1995 đã không thể giữ được sự bình tĩnh, thường xuyên khiếu nại với trọng tài. Và anh còn nổi cáu khi va chạm với tiền vệ Tống Anh Tỷ của BKMX Bình Dương. Công Phượng là người đã rút ngắn tỷ số cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chuyện đó là chưa đủ để anh giúp cho đội nhà thoát khỏi việc thất bại. Để thua BKMX Bình Dương, đội bóng của huấn luyện viên Chung Ha-seo rơi xuống hạng nhì, mất ngôi đầu bảng vào tay gã hàng xóm mới nổi câu lạc bộ Sài Gòn. BKMX Bình Dương vươn lên hạng 3. Trong vòng đấu tiếp theo, Công Phượng và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách đến sân Cẩm Phả gặp câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.